Chưa. Nào nào nào, không nhìn cái này của mẹ. Mẹ bôi chân đâu, đâu. À mẹ chưa. Khoanh tay vào.
em ở đây chờ mẹ nhé. Mẹ đi làm nhé. Mẹ nhá. Rồi đến bằng này à? Xong mình bằng này từ đây ra đến kia. Mình còn làm vườn nè. Chuồng vịt, chuồng gà, làm sao mà đủ. Có mỗi tí đất này mà cũng tranh giành với mình. Ra đây. Cho bà một tí bằng này. Lấn sang nữa tay rồi. Cho bằng này mai còn tranh lấy nữa nè. Biết cái tàu. Đi lấy chồng chồng bỏ về rồi. Kia cho bằng này nó tốt nè. Đòi lấy nhiều cơ. Đòi lấy cả nhà cơ. Láo thật. Láo không cho tí nào luôn.
Chanh lấy à, đòi lấy à, cho mày lấy. Thank you.
nhá. 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 Ờ, chút tay á. Nhá. Đi, mẹ đi em đi cắt tóc nhanh. Đi. Nhanh lên. Đi cắt tóc nhá. Nhá. Thế nào? Về đây về, quay đằng này ăn. Mẹ đi em đi cắt tóc nhá. Tóc dài lắm rồi, đây này, đây này. Cái tóc này này, đi cắt nhá. Nhá, đợi mẹ đã. Bẩn hết nhà rồi. Bẩn hết nhà rồi. Đi nhá. Cắt tóc nhá. Dạ. Đâu? Được rồi, tí nữa mẹ lấy cho. À, mẹ ở đây mà. Đây, ô tô của con đây. Ô tô đây. Đây, ô tô đây thầy. Ô tô đây thầy. Ngoan đấy vậy. Ngồi im vậy. Nhiều thế, nhiều ô tô thế nhỉ. Ngoan mà. Aki. Cái của Pi, cái của nó kia là Pi 13 tuổi. 13 tuổi. Sắp xong rồi. Rồi.
của mình à? Hay nhỉ, cái đứa này nhỉ, láo thế nhỉ, láo thế. Mày, mày, mày. Láo à, kiếm của tao à. Mày, láo lắm à. Con này láo nhỉ, hôm qua mẹ đã chia cho mình rồi, bây giờ lại chiết sang đất của mình nhỉ. Láo thật đấy. Tao không tha đâu. Lấy cả rác vứt thì ném ra qua đây cho tao à hả? Mày trả mày này. Mưa rồi con ơi. Trời mưa rồi. Ngán đấy, ngán nhá. Ngán đi nhá. Ê thôi, thôi. Ngán đi, ngán đi. Chị kia. Chị này làm gì đấy? Sao mà chiếm đất tao hả? Hôm qua mẹ đã chia tao rồi, sao ở đây làm gì thế hả? Hả? Chị bên đâu, chị dành xuống đây à? Không phải hả? Mày muốn học hả? Mày muốn học hả? Mày muốn học hả? Ai bảo mày chiếm sẵn của tao hả? Mày thích không hả? Mày... Mày thử lấy thằng con đi kia đi với tao. Đánh nhau ở đây này. Lên đây nhá. Lên đây giờ mẹ nhá. Xem nước lúa kìa. Xem nước lúa kìa. Nào. Đấy xem nước mưa kìa. Mưa kìa. Mưa kìa. Ui dồi ôi mưa. Nhiều con cá thế. Nhiều con cá thế. Nhanh lên. Chờ mẹ. Chờ mẹ một tí. Chờ mẹ một tí. Chị kia. Lão con lại ơi không. Ai bảo. Bảo mày. Ai cũng mày làm đất thế hả? Hôm qua mẹ đã chia cho sao mày làm như thế hả? Hả? Chị không có quyền lấy ở đây. Em không cho chị lấy đâu. Cho chị cái ruộng kia là tốt lắm rồi. Đã chia nhau thì thôi được còn. Thế xong thì chị à hả? Đưa đây, chị đưa đây ngay. Không. Nhanh lên. Tao không đưa. Tao không đưa. Đưa đây ngay. Đưa đây ngay. Tao không đưa đây. Đưa đây. Tao không đưa. Tao không đưa. Này. Tao không đưa. Mày thích không hả? Mày thích không? Thích. Mày thích không? Này. Không thả tao. Chị đưa đây. Tao không đưa. Tao không đưa. Tao không đưa. Cho chị bằng này là tốt lắm rồi nhá. Tao không đưa đấy. Chị bằng này là tốt lắm rồi. Không đưa. Chị đừng có ra đây chạy. Không đưa. Đưa đây. Nhanh lên. Không đưa. Tao không đưa. Nhanh lên. Ngoài. Ngoài. Chị về ngay. Về ngay. Về ngay. Sao đất của tao sang đây chiếm sang đây hả? Chiếm cái gì? Cho chị bằng này sang đây đến đây là tốt lắm rồi. Đây này, hôm qua mẹ chia cho tao từ từ chỗ này. Sao mày nhấc từ chỗ này? Chị đừng có mà điêu nhá. Ai nhấc? Sao hôm qua chỉ được bằng này thôi. Sao lại mày vứt hết đống này sang đây cho tao hả? Hả? Mày thích không? Không muốn thì chỉ ở đây đây là em mất sang đây. Ai bảo mày làm như thế? Hôm qua mẹ đã chia cho giờ mày lại làm thế hả? Cái ruộng kia để làm mà tốt lắm rồi. Chị còn tranh đây cái này, chỗ này có một tí chị tranh cái gì? Hôm qua mẹ đã chia cho rồi giờ mày làm như thế hả? Em không thích cho đây. Không thích cho? Ờ được rồi nhá. Tao bách mẹ nhá. Mách đi, mách đi. Rồi. Mách đi, em không sợ. Rồi tao đi bách mẹ nhá. Tao đi công an về làm nhá. Không sợ mày đâu. Không sợ mày đâu nhá. Hôm qua đã chia như nào thì như đấy luôn. Mày hôm qua đã như thế rồi. Mày còn mấy cái về làm thế à hả? Mày thích không? Mày bây giờ chị muốn thế nào? Hả? Chị muốn thế nào? Tao muốn chia hôm qua như thế nào là như thế đấy luôn. Tao hôm qua mới có bằng này thôi. Chị đừng có mày điều ra đến tận kia nhá. Thế này là mai tao vào cả chỗ này mày không có cả đường đi. Em chị tao em phá luôn. Em sợ gì? Đây, chỗ này là mẹ đất chia cho tao rồi mày. Thế mày, được cái chỗ này chỉ mỗi một tí này chỉ làm được cái thế gì? Sao tại sao mày lấy cái đống rác về đây cho tao hả? Đem về đây để cho chị dọn, em không thích đây, em cứ bỏ ra đây đây. Tao lại vứt ném sang bên kia cho mày. Tí nữa em lại lấy sáng. Mai tao lại lấy sáng tiếp. Tao sợ sang em lại lấy sáng, em không sợ. Tao không sợ đâu. À? Nhá, mày nhớ nhá. Chị đi này, tao không về đấy. Về ngay, tao không về đấy. Tao còn muốn ném sang bên kia nữa. Ném cái gì? Em không phải lấy sáng, em cũng không sợ. Về mày đi, về hả? Ngay. Mày thích không? Chị muốn làm gì? Đi mách đi, đi mách đi, em sợ à? Tao đi mách mẹ. Đi ngay đi, đi. Mày muốn à hả? Mày muốn đừng có mà chị mày thì mày đem vào đấy. Mày muốn không? Đi ngay.
Tao không đi đấy. Hai em này gọi công an xuống. Tao còn không muốn đi đấy. Tao còn lấy chỗ này. Lấy cái gì? Cho bằng này là tốt lắm rồi, còn đòi lấy nhiều. Cho cái gì? Sao lại mày ném hết đúng như kia sao? Ném đây, em không thích chị ở đây thì em cứ ném đi. Mày nhớ chị về em này ném hết sang. Nhớ cái mặt của tao nhá. Nhớ, em nhớ luôn. Nhớ, mày nhớ cái mặt của tao nhá. Cút về. Tao đi mách mẹ mày có biết với tao. Mày nhớ cái mặt của tao nhá, nhá. Đừng có mà xuống đây nữa. Tao không tha mày đâu. Em tao đi mách mẹ mày không biết với tao. Chị tưởng em sợ chị chắc. Mày đã thấy này. Thấy không? Cái ngày xuống đây tranh đất à. Tranh đất à. Luôn.